Rồi, mình vừa mới ra khỏi trạm subway ở Roosevelt Island, Subway Station F nè, nó xe F là mình đã lên đảo rồi nha, đảo Roosevelt Island. Trên đảo này thường thường là những người làm cho government chính phủ á. Thấy xa xa anh đào không? Thấy xa xa anh đào không? Đó. Còn phía bên bờ bên kia sông là Manhattan Manhattan. Đây có cái cầu bắc ngang qua từ Manhattan bên kia bờ đó. Manhattan qua bên bên cái đảo này. Ai muốn đi subway thì đi. Còn ai muốn đi cáp treo là nó cái tramway, nó kêu là tramway đó, thì có cái cáp treo đó, là mình chỉ cái cáp treo kìa, đó xa xa mình thấy có cái cáp treo kìa. Thấy đẹp không? Phía bên đó là Manhattan đó nha. Mình đi qua bên đây mình chụp hoa anh đào. Nó có một dãy cái hoa anh đào, cảnh rất là đẹp luôn. Có cái cáp treo đó, thấy chưa? Cáp treo đi qua từ Manhattan, đi qua cái đảo Roosevelt Island. Có tên cầu này, tên giờ tên tên cái cầu này là cái tên gì mình quên mất tiêu rồi. Đi dần 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 đi xuống đẹp quá, cái cảnh phía bên kia Manhattan đẹp quá, bên kia bờ sông đẹp quá. Đi mình ra bây giờ, bắt đầu mình đi ra cái hàng cái hoa anh đào. Ngay dưới chân cầu cũng có hoa anh đào. Nãy mình cũng chùm tắm đây nè, chùm tắm ở đây nè đó. Thấy cái cảnh không đó, mà lấy cái cảnh là vừa có hoa anh đào nè, vừa có cáp treo nè, vừa có cầu nè đó, vừa có sông có nước. Đó, hai cái chuẩn bị của cái cáp treo đó. Để mình quay lại cho anh thấy đó, thấy không? Thế mình lấy cái cảnh này nè, rất là đẹp không? Đó, thấy chưa? Hay chưa? Đây là dưới chân cầu nè, có mấy cây anh đào nè đó, nhưng mà nó bị che cái view của cái cầu rồi đó. Cái cầu ở trên á nó bị che cái view rồi nên mình nhìn không có thấy đẹp. Nguyên cái chân cầu này đó, nó có nguyên mấy cây anh đào ấy, nhìn cũng đẹp á, nhưng mà ngay chỗ này thì cái view nó lại không đẹp, nhìn qua bên kia không đẹp. Wow, bên Roosevelt Island này. Đây nè là đây là cây đào khoan gian. Khoan gian cuối tháng 4 nó sẽ ra đó, cuối tháng tư. Đúng là view thành thẳng, có mấy cái ghế nè. Đây nè, cây này chưa có nở đó, bởi vì cuối tháng 4 là nó sẽ ra đó. Còn cái hoa anh đào kia nè, mình chạy xuống dưới kia. Cái này mới đúng là view. Nó gồm hai loại đào, một đào tháng 3 với một cái đào tháng 4 đó. Cái hàng ghế rồi này nọ ha, rồi nhìn lên cầu. Thì tháng 3 mình chụp ở xa xa đằng kia đào của tháng 3. Còn bây giờ đào tháng 4 nó chưa nở thì cuối tháng 4 nó mới nở, thì mình chờ đến cuối tháng 4 là mình chụp.
Bây giờ ra lấy mình chụp hình đào tháng 3 trước cái đã. Cái tòa nhà nhọn nhọn đẹp đẹp bên kia là hình như là Chrysler Building ấy. Building nhọn đó là cái The Summit One á. Bữa mình đi cái nhà kiến á. Đó. Cái này là hàng đào của tháng 4 nè. Đó, hiện giờ nó mới có nụ thôi. Thấy cảnh đẹp chưa? Đó, cái đó là của đào tháng 4 ha. Sao biết? Bây giờ đến phiên đào tháng 3 đây. Đứng chính giữa chụp. Quay lại, ngừng lại. Ngừng lại đi, chụp cho cái đào tháng 3. Đó, nguyên một dãy đào tháng 3 đây. Đó, bây giờ mình đi tới đây thì là đến phiên đào trắng, đào hồng. Đó, đào hồng nè. Đó, vừa trắng vừa hồng lẫn vô một hàng luôn. Trời ơi, bên kia nữa. Đặc biệt New York nha, đặc biệt New York mới có như vậy nha. Đó, vừa có đào tháng 3, vừa có đào tháng 4. Rồi sông nước, rồi building. Trời, lúc sáng, lúc nắng, lúc mưa gì không biết. Hồi nãy nắng đẹp quá mà. Sao tự nhiên âm u lại rồi. Đó. Đi sâu xuống dưới kia. Cái tòa đối diện đó là Liên Hợp Quốc á. Đây nè, cái tòa building này là Liên Hợp Quốc. Đó. Đẹp chưa? Thơ mộng chưa? Thích không? Thích chưa? Đó, cũng dọc bờ hồ. Mình chụp thì mình cũng chụp được có khoảnh chỗ đó thôi. Đó, bà con cũng tháng 3 ra đây chụp. Đó, đào hồng, đào trắng lẫn lộn. Lúc mà chụp thì cũng thấy được có mấy cây. Đó. Cảnh đặc biệt của New York nghe. Đây, mình muốn lấy cái building Chrysler. Mà vừa có hoa đào, vừa có cái building Chrysler rất là đẹp. Tại cái kiến trúc của cái building đó nó đẹp đẹp. Đó, bây giờ khúc này nắng lên nè. Đó, nhìn hoa đào đẹp quá. Thơ mộng quá, trời quá đất. Ây da, có chùm đèn đâu đó, trên đây vậy đó. Nó cũng có rụng rồi kìa. Nó rụng rồi kìa. Đó. Thấy chị em mình ra ngồi hay là tự rung cho nó rớt xuống rồi chụp hình vậy trời. Rung cho nó rớt xuống rồi chụp hình cho đẹp. Thì ra là như vậy. Thích chưa? Chị em nào có muốn diện áo đẹp đẹp vào đây chụp hình đi, kimono. áo dài ở nước Mỹ, Hoa, Nhật mà áo dài tam hợp. Trời ơi, cái cảnh này tôi nói nhìn như tranh vẽ ha. Ngừng lại nhìn thấy cảnh như tranh vẽ ha. Cái tòa đó là cái tòa đó là Liên Hợp Quốc đó.
cái tòa Chrysler Building đúng không ta? Đúng không ta? Cái gì? Mê rồi. Em mê chỗ này lắm luôn. Đẹp quá sức luôn. Có chỗ này chỉ đi buổi tối, chỉ thấy đẹp quá, cái chỉ đi buổi sáng. Buổi sáng một mình, đi một mình. Rồi xong rồi chưa đã. Rồi hôm nay 3 giờ bay mà giờ là 10 giờ rồi vẫn còn đang ở đây nè. Đó. Tại vì thấy cảnh, thấy sông, thấy nước, thấy cầu, thấy hoa đào. Đó. Đây người ta cũng đang chụp hình nè. Đó. Chụp thợ đó. Thợ chuyên nghiệp chụp kìa. Đó. Người dựng cảnh, người dựng phong rồi người chụp đó, thấy không? Đó. Rồi trai gái già trẻ gì cũng khoái chụp, thấy không? Đó. Đẹp quá mà. Đi xuống dưới kia rồi mình chụp, mình lấy cái cảnh cái cầu, cái building Chrysler nó nằm ở trong góc đó. Bây giờ nó bị khuất rồi, mình đi xuống góc đó mình lấy cái góc cảnh đó mình chụp. Đi. Thấy thơ mộng không? Có cần phải DC nữa không ta? Washington DC coi hoa đào nữa không? Em anh ơi, coi em New anh York. Quay lại New York đi. New York tháng 4 đi, còn tháng này bị trễ rồi. À, bà em anh mua vé mấy tuần nữa sang là ngắm mấy cây cây đẹp luôn. Ừ. Cái đào tháng 4 á, đào tháng 4 nó đẹp không? Rồi ơi, coi kìa, đi dịch trời nữa kìa, dịch trời. Đó. Dịch trời chứ ngỗng gì đâu đây? Ngỗng gì? Ngỗng đâu phải con này. Cái cổ cái cổ đen vậy. Tại vì cái đảo này bình yên quá mà. Bình yên quá. Đó. Thấy bình yên chưa? Trời xanh mây trắng. Đảo đẹp quá mà. Đi từ đầu đảo cuối đảo mà lái xe thì cũng 15 phút là hết cái đảo. Nè, muốn ra ngồi chị Yến, muốn ra ngồi không? Em chụp cho với chung với con vịt trời. Này có hàng xe đạp, xe đạp mướn để chạy trong quanh đảo, bỏ thẻ vô chạy. Trời ơi, vịt trời kìa, gì mà quá trời vậy ta. Hồi nãy có nước gì ta? Chỗ này cũng đẹp chứ. Chỗ này nhìn cũng đẹp. Đó, nước sóng. Có cái tàu đi ngang qua sao nước sóng bắn lên luôn. Hay là gió mạnh. Gió mạnh mà nó đánh sóng. Vừa mới nắng lên cái nhìn thấy hoa đào nó sáng rực lên luôn. Thấy không? Đẹp quá. Hoa hồng, hoa trắng gì. Có chú chó, hai ba chó luôn. Thôi đi về. Chụp nãy giờ cũng cả tiếng hồ hơn rồi. Trời, ai cũng đứng chụp hình hết trơn. Hồi nãy nó xanh lên, hồi nãy nó không xanh, giờ nó xanh. Trời trong xanh mây trắng.
đây cái trạm để lên cáp treo đi qua bên Manhattan đó, đó. đi ra đi ngõ này, đi ra chữ chụp cái chữ Roosevelt Island viết tắt nữa, ai kìa, màu đỏ đỏ kìa đó. Kế còn cái này là cáp treo, tối hôm trước mình đi rồi đó. Nó suôn sẻ thì không nói gì, mà nó không suôn sẻ nên đi nửa đường cái nó tắt đó, nó đang đi kìa. Nó tắt nửa đường cái đông đưa ngồi chờ cái chỗ information của cái Roosevelt Island đó. Đó mình nhìn cũng đẹp ha. Rồi xong một chuyến đi chơi của chị Yến, đi vô đảo Roosevelt Island. Rồi bây giờ chuẩn bị đi ra sân bay về lại nước Đức. Ok. Trời ơi 3 giờ bay mà giờ 11 giờ rồi còn chưa chịu về nữa nè. Đi ra sân bay đi về. Mà đằng trước mình thấy cũng mấy hàng cây anh đào trắng cũng níu kéo chút xíu. Ok xong bye bye. Em đang quay bên này luôn. Quay hai bên đi nha. Để ngang cái phim. Đúng rồi, đó thấy hai bên này đâu. Đó thấy hai bên này với bên kia, bên bên hát với lại Roosevelt Island mới. Đó là Roosevelt Island, nó có ba cái cục đèn, ba cái cục rồi, đổ qua cái Manhattan. Sao tôi đứng đây tôi lại không sợ nha, mà tôi đứng ở trên kia tôi sợ dữ vậy trời. Đỏ. Lần đầu tiên tôi cũng mới đi này. Mấy lần đi qua thằng Trí là lái xe. Hoa đào chuẩn bị rơi từ từ rồi nè, rụng từ từ rồi đó. Mình đứng đây mình cho mình thấy chim hót ở đâu đây vậy ta. Này là trên đảo Roosevelt Island đó. Mấy gốc này bự quá, mấy gốc cây này đẹp bự quá. Hai chị em nó làm biếng không chịu đi đâu hết, cứ ngồi đó kìa. Đó hai đứa không đi đâu hết hả? Đó nhìn qua phía bên hết đó. Rồi chuẩn bị đi vô cái cáp treo nha, để đi qua từ bên Roosevelt Island đi qua bên Manhattan nha. Đây treo từ từ rời bến. Ôi mát quá. Nó mở cái sun roof nè. Mát quá.
đây mình nhìn đó, phía bên đó là Manhattan ha. Đó, xa xa phía bên hát. Còn bên đây là phía bên Roosevelt Island nè. Đó, chính giữa là bờ sông East Side. Ừ, bên đây là Roosevelt Island. Bên kia bên hát. I guess it is, it could even mean something like I appreciate you. There is no distinction between verbs and adjectives. For example, when you say beautiful, it actually is a verb that means just to be beautiful. And then you say, well, this person is beautiful. And is beautiful is a one verb, a state of being. Cái này là FDR. FDR Drive. Changing the service level aspect of it. You can change the culture and everything. And then you know they do wear all of their architecture is kind of changed. Trời ơi, mình đứng ở trên cáp treo mà cái xe cấp cứu gì mà mình cũng còn nghe được đi. It does make a lot of sense. For example, as countries westernize, they never change their whole grammatical structure or anything like that, right? But they just adopt these words like Western words, like McDonald's. Mình nhìn là toàn là trên nóc nhà của mấy cái building không. And then they start using these lexical chunks. And they produce these changes in their perception. I can imagine this is going to happen in Iran, not just for Ashti, but even on campuses. Like, I never even noticed before you mentioned, but immediately there is just this perfect smoke, it's perfectly shadowed by the sun. There's a perfect view on Manhattan all everywhere. It's fine. When you are in your room. When you are in your room, so from your room to 5 minutes. Chuẩn bị xuống bến rồi kìa. Phía bên này là Manhattan. Wow, quá trời người chờ kìa. Quá người chờ kìa. Đó. Giờ là 4 giờ mấy đi làm về kẹt xe rồi. Kẹt xe rồi. Này là 60 East 60 Street. Giờ 5:30 giờ đi làm về bị kẹt xe bởi vì nghe tiếng kèn in nổi không? Mình ở trên cáp treo mà mình nghe tiếng kèn cũng in nổi. Ở trên cáp treo nè, mà cái cửa kính nó màu, nó dơ quá. Cái phía này là đi từ phía bên Manhattan đi qua bên Roosevelt Island. Tự nhiên có cái tòa đó cao dữ, chọc trời dữ. Cái phía bên này mình thấy xa xa có cái cầu, đó là cầu William Bridge.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.